Theo đó, mức thu cho các loại phương tiện được áp dụng như sau. Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 40.000 đồng. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 60.000 đồng. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 80.000 đồng. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở container 20 feet là 100.000 đồng và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 feet là 160.000 đồng. Thời điểm áp dụng mức thu phí kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2014 và thu phí theo luật.